Dạ, xin chào các bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Dẻ. Và ngày hôm nay á, thì có một vị khách rất là đặc biệt. Sáng giờ thì cũng bận biểu lu bu quá. Và có hai cô chú rất là đặc biệt, khách của Kiên Giang, từ Kiên Giang lên. Dạ, con chào cô chú. Có tiền gì đây? Tiền đặt cọc Tiền đặt cọc hả? ừ, quá cái gì vậy À? rồi trả lời cho con đó bà Con gắn cái mic vô cổ xíu để con thu tiếng cho rõ nha. ừ. Đó, sau khi mà từ sáng tới giờ, sau khi mà lên đây rồi tư vấn xong rồi không có chịu về. Không có chịu về từ sáng giờ con thấy là ở đây. Ủa, cô chú là từ Kiên Giang là đi lên đây hết bao nhiêu tiếng? 5 tiếng mấy á, 5 tiếng mấy? hơn 5 tiếng. Hơn 5 tiếng. Ừ. Rồi từ sáng giờ là chờ ở đây hết bao lâu rồi? Cũng hai hai tiếng mấy à hả anh, chắc có 2 tiếng mấy à. 3 tiếng rồi. 3 tiếng Hai rồi tiếng hả? đầu. Cô giới thiệu sơ xíu về mình đi cô. Ừ. Tên nè, Ừ. rồi ở ở đâu cô nè? cô tên Quỳnh Ánh Sáng ở Kiên Giang. Cái tên thôi là nghe là sáng rồi đó. Rồi Kiên Giang. Rồi chú. Chú ở Ý Kiên của Giang. chung Dạ, Ừ. thì thật sự là Dung thấy là cô chú từ sáng giờ ngồi đây chờ. Rồi sau khi mà thăm khám xong rồi cứ ở đây chờ thôi, để chờ có lịch để làm không. Rồi nói thôi cô chú về đi để bác sĩ sắp xếp lịch đã. Này không đâu, cứ ở đây tại giờ nhà xa quá, giờ lên đây rồi. Nó thôi giờ không chịu về, giờ sao giờ? Cũng phải sắp lịch để làm luôn á. Đó. Thì cô tại sao mà ở Kiên Giang mà xa quá mà sao không làm răng Kiên Giang mà chạy tuốt lên đây? Cô coi trong cái clip Hương Dừa đó. Cô tính định đi đặng gặp Hương Dừa đặng nói chuyện đó mà không có gặp. Con có số điện thoại Hương Dừa Con có Facebook của sư phụ. vậy hả? Dạ. Với Trời. lại con cũng hay nói chuyện qua Facebook à. Vậy hả? Dạ. Cô Rồi. thấy Hương Dừa dễ thương đó. Dạ. Thấy Dễ thương quá. dễ thương Có mà nghĩa đạo là đức. đạo đức. Đó, rồi. Rồi Ừ. sau sau đó là sau khi xem thấy sư phụ Hương Dừa con đưa cha đến đây làm răng. Rồi xong quyết định lặn lội từ dưới Kiên Giang lên đây làm. Đó. Cameraman này lâu lâu chuyển cảnh xíu nó cứ để nguyên một chỗ vậy á, là ông bà cô bác coi cũng chán á. Đó. Đúng rồi. Thì khi mà cô xem YouTube vậy đó xong rồi cô cảm thấy như thế nào và cô quyết định lên đây như thế nào? Thấy cái chỗ này thì làm nó thì thấy đạo đức, thì Thấy đạo thấy đức. thấy đạo đức, thấy có làm phước, nó làm răng cô ý thương dược ấy, cô thì cô không có cần cái vụ làm miễn phí, Dạ đúng nhưng rồi. mà ý là làm giá cho nó phải chăng gì đó. Mà thấy thương đúng không? Thấy thương đúng không? Đó. Ừ. Rồi tại sao mà ở Kiên Giang nhiều nha khoa quá, rồi đã khám đã tư vấn chưa, tại sao không làm? Có tư vấn mà cô cũng không mấy gì tin tưởng, Vậy cũng hả? như làm thấy cô làm được rồi, làm của bác sĩ tài ở trên này nữa đó, Dạ. bây giờ nó bị Ừ, hư đó. đừng 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 nói tên bác sĩ được không? Vậy hả? Đừng đừng nói tên bác sĩ mà cũng đừng nói tên nha khoa nào khác. Dạ, chỉ nói là đã làm rồi thôi, ở cái khu vực nào thôi. Tại con thấy nhiều khi cũng nhạy cảm á. Dạ. Thì có nghĩa là làm rồi mà giờ bị hư. Bị hư. Giờ phải đi lên đây để nhổ rồi 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 nhổ lại cái implant đó rồi cắm lại. Đó. Thì thật sự là răng của cô Sáng á, là cô Sáng đã cắm implant rồi. Tuy nhiên là nó bị thất bại và hiện nay là cô ăn thấy nó không có ngon và cái trụ implant đó là cũng đang bị lung lay nữa. Rồi thì ở bên đây thì bác sĩ Việt thì hôm nay rất là bận. Bác lu bu rất nhiều. Em cứ làm thủ tục cho cô đi. Đó. Thì lu bu và bác cũng ráng dành thời gian, giống như hồi nãy đang đang xem ca của cô là bác cũng đang họp với cô. Bác đang họp á, rồi cứ đầu giờ là bác phải họp giao ban nè. Rồi vừa phẫu thuật xong là xong rồi vừa 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 họp xong rồi xem cái ca của cô nó tranh thủ lắm luôn á. Và tình hình đó là báo với bác Việt á là bây giờ cô Sáng không có về. Ở đây chờ để sắp lịch để sáng mai làm được á thì làm luôn, rồi sau đó là cô chú đi về Kiên Giang lại. Nghỉ ngơi sau đó là lên tái khám sau. Trời ơi mà ngồi đây chờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Đó thành ra là Dung mới nói sao mà thương quá, thành ra là ráng xếp lịch để cho cô để cô có thể làm được. Khi mà đến đây thì cô cảm giác như thế nào cô? Thấy được, thấy ở đây làm thì thấy thoải mái. Thấy thoải mái Ừ. Rất Thấy tin tin tưởng, tưởng. rất tin tưởng hả? Ở dưới thì nói chung là làm thì cũng được, cũng có người ta số kêu làm ở dưới, nhưng mà mình
thấy như đúng là làm ở dưới nó nhẹ tiền hơn, nhưng mà có cái nó không đảm bảo đó. Dạ. Nên rất tin tưởng cái này, nó làm bởi vì bác sĩ này kia nó cũng giỏi không à. Dạ. Ra mình phải lên đây chứ, để bởi vì một lần làm là khó khăn. Làm dạ. Cho nó đảm bảo được hàm răng của mình. Dạ. Nó mái tóc hàm răng mà là cái gốc của người mà. Hàm răng mái tóc. Dạ. Gán là lên phải lên tới đây rồi để làm. Xem qua những cái phim nãy coi có vừa đó làm thì nói chung thì với ở đây đi làm từ thiện được cũng biết lo cho những người bà con người ta đã thiếu cái hầm găng để giúp đỡ người ta ăn được thì thấy đó chỉ có là cũng cái tốt cho mình. Dạ. Ra đây thấy vậy thì thôi mới lên đây. Đi lên quyết định lặn lội từ Kiên Giang đi lên. Bỏ qua biết mấy trăm cây số rồi, bỏ qua biết bao nhiêu cái nha khoa để lên 260 cây số. Trời ơi, con vô cùng biết ơn cô chú luôn á. Hôm nào con đi Rạch Giá ghé nha, con đi Kiên Giang có ghé đi thường nha. Không? Con lâu rồi con không có đi. Hả? Dạ, nhưng mà đợt trước con cũng hay đi lắm. Hồi xưa con có một cái nha khoa ở Cần Thơ mà. Dạ, rồi cũng có đợt con xuống Rạch Giá khảo sát nữa. Nhưng mà chưa có ý định là có xuống khảo sát một lần rồi. Ở Rạch Giá cũng có nhiều nha khoa, Việt Mỹ rồi như Việt Đức. Dạ, nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ, nha khoa giờ nhiều lắm. Mà len thì ít, len găng thì ít rồi. Em len đó hả? Dạ. Len thì ít. Riêng nha khoa Anna cô con tự hào lắm. Ở đây con có tới 3 tiến sĩ, 3 trưởng, hiện đang là 3 trưởng khoa của bệnh viện lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh đang cộng tác ở đây. Đó, rồi các bác cũng là người trực tiếp thăm khám cũng như là điều trị cho cô chú luôn. Thành ra là yên tâm, không có sợ mà cắm vô nó bị hư đâu nha. Rồi ăn nhai nó phải tốt nữa, nó phải khỏe nữa. Nhưng mà bây giờ mà huyết áp nó cứ cao vậy rồi sao? Bây giờ huyết áp chiều nó cũng cút. Dạ. Chiều. Dạ. Bây giờ muốn làm á mà huyết áp nó cứ cao rồi giờ sao? Để tới sáng coi. Để tới sáng á. À. Rồi bây giờ làm các ủa, em... Ủa sáng lại bệnh viện rồi có làm mình liền được không? Sáng mai á là cô chú thứ nhất á là... nhịn ăn sáng mà không cô thôi, tại chú không có làm chú phải ăn nha. Đặng còn đi theo mà vui mà cười được chứ đói quá là quạo. Đó. Cô thì nhịn thôi, cô nhịn xong rồi vô bệnh viện bác sĩ xét nghiệm. Thì trong khi xét nghiệm đó thì chờ có kết quả thì bệnh viện chắc cũng phải cỡ hơn 1 tiếng 2 tiếng. Thì mình chờ trong bệnh viện luôn. Rồi kết quả ok. Rồi huyết áp cũng ok nữa, bác sĩ nhắm làm được á là làm luôn cho sáng mai luôn. À. Đó, nhưng mà con thấy là khả quan đó, bây giờ là về nhà nghỉ ngơi nè. Bây giờ cô chú ở khách sạn đúng không? Khách sạn, lát cô về kế bên có khách sạn nè. Cô chú để đồ ở đâu rồi? Ở đây hả? Trời ơi, đem theo luôn. Đem theo 2 tụng đồ luôn đi. Để để coi coi hễ mà làm được, hễ mà làm được răng đây 2 tụng đồ. Hễ mà làm được răng cái là ở lại luôn. Thấy thương ghê không? Kế bên này con có khách sạn xíu nữa mấy em dẫn qua. Dạ. Xong ở lại một tối thì bây giờ về nghỉ ngơi nè, ăn uống nè. Sau 10 giờ là cô không ăn thêm cái gì nữa, cũng không uống nước luôn. Nha. Sau 10 giờ là ngưng luôn. Thì chú thì thoải mái tại không liên quan tới ca ngày mai. Đó rồi bắt đầu là sáng mai thì vô đó rồi thủ tục xong xuôi thì phẫu thuật xong rồi chiều mai cô về. Hả? Chiều mai là cô về rồi huyết áp độ ổn hết rồi xuất viện này cho về Kiên Giang luôn. Hả? Như vậy là ổn ha. Bây giờ tinh thần có thoải mái không? Thoải mái. Sao cô cũng đâu sợ gì đâu mà sao huyết áp lên. Tại vì mình có làm rồi á. Dạ. Có làm rồi. Đúng rồi, có làm nó có kinh nghiệm. Hôm nay là cắm mấy đợt implant rồi mà. Implant của cô là cô cắm mấy đợt rồi. Như là lấy máu với cô nè, lấy máu hay ấy. Không phải đâu. Huyết áp lên á, xong rồi cái ven tụi con nó chưa tay. Chưa cô lấy quậy gì, cô đi khám mấy tháng là cô đi khám lần. Ngày mai tụi con lấy luôn một lần. Tại bây giờ có lấy máu xét nghiệm ở đây thì bệnh viện cũng không chịu nữa. Ngày mai phải vô bệnh viện cũng phải lấy máu xét nghiệm lại nữa. Thì nếu mà làm ở bệnh viện thì ngày mai phải vào bệnh viện xét nghiệm luôn. Đó, rồi phim thì chụp xong hết rồi, phân tích hết rồi, lên phác đồ hết rồi. Đó, thì bây giờ là ngồi rồi chờ rồi mấy em thủ tục xong xuôi rồi nghỉ ngơi thôi. Rồi mai là lành. Ha. Tinh thần thoải mái ha. Đó, rồi về là làm đẹp làm tốt xong rồi giới thiệu hết ở dưới Rạch Giá Kiên Giang lên cho con. Đó. Cái đó là phải có rồi đó. Dạ. Nếu mà làm đảm bảo thì cái chuyện đó bà con ở dưới nhiều cô lắm. Cất nhà người ta còn cái cất, người ta hỏi thợ nào cô chỉ người ta cất theo.
các nhà thôi mà cũng giới thiệu được người cất chứ không phải là giới thiệu mấy căn luôn đó. Vậy luôn á hả? Như người ta tin, dạ, tin tưởng. Dạ. Cô chú là trước đây làm gì? Cô chú thì làm việc, tại sao ổng vô nghỉ? À dạ. Cô thì làm hụi. Cô làm hụi, trời ơi vậy là chủ hụi á. Làm hụi rồi đó, mấy chục năm giờ nghỉ à. Giờ nghỉ làm hả? Một chút đỉnh cho con. Chứ cô giờ nghỉ. Con thương không đó. Bây giờ đâu có còn mấy nữa làm. Dạ. Dạ. Đi chùa đi chuyện kia nọ gì đâu. Đi làm phước, đi à ăn chay hả cô? Ừ. Vậy dạ. Vậy bây giờ ăn uống sao cho nó đủ dinh dưỡng nha. Ừ. Ăn chay cũng cần phải đủ đạm rồi đó. Ừ. Đủ dạ. Dinh dưỡng. Dạ. Ăn rau rồi ăn. Với tàu hũ. Tàu hũ à. Nên nó nhiều chất dinh dưỡng. Chứ hôm nay bác sĩ khám hỏi kêu gì ăn cá, ăn thịt đồ. Cho nhiều cái, vô. Cho nhiều vô cái nói ăn tương cái xong luôn. Xong luôn. Xong luôn. Không, chế độ ăn chay cũng nên bổ sung đạm á. Để cho sức khỏe cũng như là mình cơ đồ nó không bị xệ á. Dạ. Rồi thịt đồ nó không có bị chảy xệ. Ăn chay thì rất là tốt nhưng mà cần bổ sung thêm. Đó. Thì hôm nay đi ra đi vô gặp cô chú là tiếp từ sáng giờ. Nói thôi hay cứ về đi để bên con lên phát đồ nhưng mà không cứ ngồi chờ. Ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ cũng chờ. Đó. Rồi một cái nữa là cô chú thì lại rất là vui vẻ và trời ơi. À, đi ra hỏi cô chú ơi, giờ con quay cái clip với cô chú nha. Ok luôn, trời ơi. Vui nữa. Dạ, con rất là cảm ơn cô chú đã luôn tin tưởng cũng như là chạy từ đường xá xa xôi gần 300 km đến với tụi con. Đó, tụi con rất là cảm ơn và yên tâm nha. Khi nào cái có chú Kiên Giang thì ghé cô chú chơi. Dạ. Biết ăn bữa cơm thân mật rồi đi. Dạ. Cô chú, ăn tươi cũng được. Dạ được. Trời ơi xuống cái đó là ăn gì cũng được hết á. Nhưng mà ở đó là cô chú ở khu nào? Ở ngay chợ Rạch Sỏi luôn. Ngay chợ Rạch Sỏi luôn hả? Trời vậy là thương mại ngay vậy. Thương mại. Dạ vậy thì dễ kiếm lắm, tiện lắm. Dễ. Để con trong đó là con kiếm liền. Lô ba căn ba ngay. Lô ba căn ba ngay chỗ đó luôn. Dạ. Chú có cái miếng vườn với chú nuôi yến ở Bình Lương. Trời ơi, nuôi yến nữa hả? Vô, đó, à, dạ. Đó, từ đó ra đó 7 cây số. Dạ. Yến bây giờ thu hoạch nhiều không chú? Thì gọi cũng được 3 ký mấy. 3 ký mấy một tháng á hả? Hay là tháng rưỡi 2 tháng vậy đó. Tháng rưỡi 2 tháng. À, dạ. Này nó đẻ nhiều quá thành. Nó đang đẻ không có lấy được. À, dạ. Lâu quá, 2-3 tháng. Thường thì bao lâu thì mình được lấy yến một lần? Một tháng lấy một lần rồi mà dạ. Bị nó đẻ rồi cái con nó làm miếng lấy á. Dạ. Người ta thường người ta lấy theo tổ nào không có trứng thì người ta lấy. Dạ. Còn này nó làm miếng rồi nó để. Bữa nào con xuống con đi lấy yến cho. Bữa nào con xuống con đi tham quan nhà yến chị con lên lấy. Treo cô thang lên lấy phải không? Bắt thang lên xong rồi trèo lấy tổ yến xuống thôi đúng không? Tấu hù con lấy được không? Con tên Dung. Dung. Dạ. Vậy là chưa coi cái kênh của con đúng không? Có coi cái kênh Dung Nhân Dung Dẹo của con không? Chưa. Coi chứ chú không coi không chứ chú. Không? Chú cái thứ gì chứ cô cũng có rảnh á. Chiều nữa con mở cho. Coi cái kênh của con nha. Thêm kênh của con nữa chứ coi kênh sư phụ con mà không coi kênh con hết chưa. Con không ạ. Vậy mà cũng chạy lên đây làm răng mọi người thấy không? Chưa biết Dung là ai luôn á. Đó chứ không phải là coi cái kênh Dung Nhân Dung Dẹ rồi xong rồi đi lên làm răng đâu, là coi kênh của sư phụ thôi rồi đi lên đây. Thật sự rất là biết ơn cô chú. Con rất là cảm ơn cô chú. Hứa là đi Kiên Giang là sẽ chạy vô kiếm vô chơi liền. Nha. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác đã luôn ủng hộ cũng như là theo dõi kênh của Dung Nhân Dung Dẹ nha. Mọi người có bất kỳ cái vấn đề gì về răng thì cứ bình luận ở dưới đây. Dung sẽ làm những cái video hoặc là sẽ có những bác sĩ sẽ trả lời cho mọi người. Rất là cảm ơn quý bà con cô bác luôn ủng hộ Dung. Bye bye.